Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con game đó là Backroom Bridge. Đây, Backroom Bridge tên game nào mọi người? Backroom Bridge. Tại sao lại là Backroom? Backroom thì tôi thấy là cũng có khá là nhiều con game nó đã làm về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà bây giờ nó có con game này nó đặc biệt một chút. Mà đặc biệt như thế nào thì bây giờ mình sẽ new game đã ra kính tiếp. Ở đây nó sẽ có cái mod là Endless Mod, mà nó sẽ ra vào ngày 25 tháng 5. Có nghĩa là bây giờ chưa có đâu. Bây giờ game này có cộng bao nhiêu level thì tôi cũng không biết nha. Ở trên này nó chỉ hiển thị ra là show cái complete level thôi, có nghĩa là theo như tôi đoán có nghĩa là mình phải qua được một cái level thì sau đó nó mới được thực sự nó mới gọi là save. Để sau này để mà mình chơi lại thì mình chỉ cần tích vô đây là mình đi tiếp những cái level sau đó thôi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu new game. Thì ở đây nó có gì đặc biệt thì mọi người hình dung cái chữ brick nha. Brick đập lộn. Backroom Brick mới đúng, cho là Brick. Brick là cục gạch rồi. Đấy, mọi người sẽ để ý cái từ Brick đây. Backroom mà phá vỡ cái gì nó phá vỡ được. Level 0, vâng, lúc nào vô cũng chả là level 0. Level 0 của nó là một cái backroom như là bình thường như là cái này đây. Spa để nhảy. Ủa khoan rồi, tại sao nhảy mắc gì phải nhảy ngược coi. Chắc hồi nãy tôi kích lộn ấy. Ship là chạy nhanh đúng không? Ship là chạy nhanh nè. Mọi người sẽ để ý góc trái dưới nó có cái thanh stamina nè. Ấy, khi cô chạy nhanh là có cái thanh stamina nè. Ôi, anh trai nào đây? Ôi, đấy, mọi người thấy cái búa chưa? Ấy, chuột phải là ném. Và sau đó là gọi nó lại. Ôi, xoài, mọi người coi nè. Chuột phải nè. Ấy, sau đó là gọi nó lại nè. Ôi, như cái búa thò đấy, mọi người thấy chưa? Chuột trái là mình đập thôi. Ấy, chuột trái là mình đập bình thường. Như thế này. Để cô coi thử coi. Mình cần một cái key, closet key. Ok, thang máy nó sẽ nằm ở phía bên này. Sao mà cái búa gì, sao mà cái này nhìn cái gì đâu mà nó nhức đầu dữ ta. Từ từ nha. Trong này nó sẽ có quái vật, chắc chắn là sẽ có quái vật. Computer room ở phía bên này. Từ từ, để cô đi coi thử coi trong xung quanh chỗ này nó có cái gì nữa. Quậy à, chưa gì cô thấy rồi. Bấm phím H là hit like để làm gì cơ? Hit like là bật đèn đúng không? Đúng rồi, bật đèn. Từ từ. Trời, không có gì hết. Rút về. Cái gì vậy? Hơi hú hồn. Pistol ammo. Có đạn. Có đạn. Từ từ nha, bấm phím H lên bật đèn cái. Đáng lẽ là phím F bật đèn nó mới đúng chuẩn chứ nhờ, tại sao lại là phím H ha? Phải là phím F chứ. Ở đây nó có cái một cái elevator cạc ngon, một cái elevator cạc rồi. Từ từ nha, có nổ này. Đây giết hả? Tại sao phải ném nhiều lần nó mới chết hả? Ui, thôi nào, thôi. Chết mày nè. Ê, sao hai con lắm? Thôi. Mà sao ném mà nó khó vậy? Chết. Hên quá, chết rồi. Hình như là chiếc con này được cộng tiền đúng không? Đúng rồi, dưới con này được cộng kỳ cực rồi. Né nó ràng cái nữa. Mày hả con? Sao cô ném cái này nó khó như vậy ta? Sao cô nhớ là ném nó cũng đơn giản lắm mà sao ném này nó khó như vậy? Ủa, có Riplo Amor nữa hả? Có đạn của súng... Cái gì vậy? Đạn súng trường đúng không? Hình như là phải đè lâu mới được đúng không? Coi, con này hình như bị ăn đam hai lần nè mọi người. Đấy, tản ngược về một cái nó ăn thêm cái nữa. Cũng được. Bây giờ là tôi cần phải đi tìm cái gì ta? Đi tìm cái chìa khóa. Đúng rồi, tôi cần phải đi tìm cái chìa. Cái gì vậy? Con này giết được không? Được. Hóa ra nó là chế bơm nổ chậm đấy. Rồi nha. Đập mấy cái này ra. Mình kiếm được một cái đạn súng lục. Từ từ. Đó, có kiến nha, có kiến.
có kiến. Nó nằm ở đâu ta? Kiến. À đây 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 đây. Mày hả con? Mày hả con? Ui nó bò cũng nhanh phết đi, nó bò cũng nhanh phết đi, chứ chẳng đùa. Bò cũng nhanh phết. À ở đây có. Một cái. Hai cái. Ok, lắm. Một cái Amon khoa cờ, chắc là dùng để hồi máu hay gì đó. Ở đây hình như là bấm phím M là để hồi máu nè. Ê, cô thấy rồi, cô thấy một đứa rồi. Mà giết nó luôn hề. Giết nó luôn. Ủa giết được không vậy? Giết được rồi, dính rồi. Ai? Mày kẹt nó đi. Ôi đồ ơi, hết kẹt rồi hả? Ôi giời ơi. Kẹt tiếp đi chứ. Sắp chết chưa? Sắp chết đi. Sắp chết đi. Hụt rồi con. Hay. Ý, có đạn. Rip lò amo nữa. Có đạn thì cứ hốt thôi. Một. Từ từ nha, đây có một con nè. Tôi đập mấy con này chắc là dùng để mua đồ. Có cái này chắc chắn là dùng để mua đồ rồi. Tiền có được 1.200 rồi nè. Tiền có được 1.200 rồi. Ơ 1.900 rồi. Ok rồi đó. Đây thêm một con nữa. Dứt. Ủa thế mà không dính hả? Hay vậy. Này trong này có gì không? Trong này không có gì hết. Bây giờ trong này nó cũng khá rộng ấy, nên là tôi phải đập cho đủ cho mạnh vô. Đáng lẽ trong này nó sẽ có thực thể nó phải có thực thể 696 thì phải. Hay là 626 gì đó. Quên mất cái tên thực thể đó rồi. Ủa hết rồi hả? What? Gì ít vậy? Nhỏ vậy? Bự lên tí đi nào. Cái chỗ này chắc tôi phải đập hả mọi người. Tôi phải đập thì tôi mới biết được là chỗ nào tôi đi rồi, chỗ nào tôi chưa đi. Chứ không thì mất công nữa. Tại vì trong này nó cũng rộng lắm. Ok. Nhưng mà còn chỗ nào để có súng thêm nữa không ta? Chứ không lẽ có mỗi cái súng. Ôi. Ở ngoài kia chưa. Ở ngoài kia chưa có chát gì hết á. Ôi, tính ra cũng nhỏ chứ. Tính ra nãy giờ cô đi cũng chỉ có nhiêu đây à. Đúng không? Riêng là cái phòng này là cô chưa có đập nè. Đấy, bây giờ mấy cái phòng này là cô phải đập bốn cạnh vô. Ở đây từ từ. Ở đây là cái gì đấy? Mà không có gì hết. Nhưng mà cô có thể bằng cách bằng cái này cô thấy nó sẽ nhanh hơn chứ nhỉ. Phóng thì cô thấy nó cũng lâu lắm, tại vì phóng là mình phải đè chuột. Rất mất thời gian. Ê chỗ này quen lắm nha. Chỗ này quen lắm. Đừng nói đi hồi về lại phòng máy tính nha. Thiệt chứ. Đi cho đã vô hồi về lại phòng máy tính. Đi cho đã vô về lại phòng máy tính. Ôi giời ôi. Chỗ này có cái gì nữa không ta? Đây. Đẩy cái này vô. Nó nổ cho nó nhiều. Không có gì hết. Ui. Có hết hồn à. Chết. Ui. Hụt rồi ba. Hụt rồi con. Hụt rồi con trai à. Hụt rồi. Mấy con này nhìn cũng gớm ấy chứ. Nổi hết da gà vậy dịch. Trong phòng này là phòng gì ấy? Mày không có gì hết. Thật là may mắn. Đây, có bảng chỉ dẫn đây. Ý à, elevator hướng bên này. Nhưng mà tôi thì tôi có rồi, nhưng mà tôi chưa có cái gì cả. Chưa có lượm được chìa khóa của cái cây súng lục. Từ từ nha, tôi phải lượm được chìa khóa cây súng lục nữa. Chỗ này hết rồi. Phải lượm được chìa khóa cây súng lục, làm gì làm phải lượm được chìa khóa cây súng lục. Ít nhất cũng phải mở được cây súng lục. Ôi rồi, được 2.800, được 2.400 rồi. Được 2.400 rồi. Này là gì đây? Một cái rip lò nữa. Không, cái này là sát tường rồi, nên là cái đập nó cũng chả có gì đâu. Từ nè.
Trong này có gì không? Không có gì hết ta. Nó phải có một cái thứ gì chứ nhờ. Ui, có cái gì ghê vậy? Cái chỗ này thường thì khi cô nhớ là trong cái gì đấy? Một cái handgun laser. Giờ có súng đâu mà handgun, không hiểu nữa. Không có cái súng trong người luôn á mà handgun kiểu gì? Trong này còn con gì nữa không? Xuất hiện luôn đi. Sniper. Có cả cây sniper luôn. What? Ủa sao cái búa? Hay hình như cái phóng nó mà mạnh hay sao ấy. Hình như là cái phóng nó mà mạnh hay sao ấy. Tôi đập tay, tôi đập hoài cũng không thấy, tôi không thấy nó bể. What the hell? Đập tay thì không thấy nó bể, mà chọi phát là bể liền luôn. Ê, có tiếng. Ôi rồi ôi, mém chết. Mém chết. Hồi thế. Con đó hình như tôi lại gần là nó sẽ tự động nổ. Mình mà chạy không kịp thì xác định luôn. Tự hiểu. Hey, chỗ này quen quá. Sao giống như mấy đi một hồi sao tôi quay về là cái khu vực ban đầu là sao nhỉ? Cái chỗ này như chưa đi nè. Chỗ này như chưa đi nè. Sao tôi không tìm thấy được cái phòng nào mà nó có chìa khóa hết ta? Kiếm cái chỗ mà nó có cái chìa khóa khó vậy trời. Ở đây đúng không? Ủa? Cái gì đây? Ủa? 3.000. Mình mới được có 2.400 thôi. Vậy là phải đi kiếm thêm rồi. 3.000. Nhớ khu vực này giúp tôi cái. 3.000. 3.000. Cổ lên, 3.000 là được cái AK. Ngon. Ôi ôi, bây giờ mọi người thấy sao bên kia có hai cái xác ta? Hai cái xác đó có phải là bọn kia không nhỉ? Ở đâu? Hai xác này là hai cái xác mà tôi giết ngay ban đầu mà. Ok. Khoan từ từ, elevator hình như hướng bên này đúng không? Computer room A vậy. Vậy là elevator hướng bên này, elevator hướng bên này. Rồi nha, chỗ này tự nhiên nó có cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Ủa cái búa tôi. À hồi nãy tôi quên gọi gì. Ở đây. Chào anh trai. Chào anh trai. Chào anh trai. Anh chết đi. Ừ anh chạy ha. Ừ. Anh chạy ha anh. Em đang cần tiền. Hai thằng nữa thôi. Hai thằng nữa thôi là tôi sẽ có tiền. Cái gì vậy? À. Anh xuất đầu lộ diện rồi hả anh? Anh xuất đầu lộ diện rồi hả anh? Anh xuất đầu lộ diện rồi hả? Ui, sao tưởng thế nào? Đây, thêm một thằng ở đây nữa. 80. Ủa, gì kỳ vậy? Ơ kìa. Trời ơi, mà khó vậy? What the hell? Còn gì nữa không ta? À đây, 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 có, ở đây có đạn, ở đây có đạn. Từ từ. Qua châm. Đây, để có uống thử cái này là cái gì đấy? Uống vô nè. M là heal, heal là hồi máu nè. Đó, y chang hồi máu đúng chất, đúng chuẩn luôn, hồi máu luôn. Trong này còn ai nữa không ta? Chỗ này giống như là cô đi qua rồi. Chỗ này là cô đi qua rồi. Ê, có người. Có tí. Có con gì vậy? Ôi trời ơi. Ui. Ui nó con gì vậy? À, đau 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 đau. Con gì vậy? Chết. Ôi thôi 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 thôi. Hết máu bà đó rồi. Chết. Chết. Ui, đau 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 đau. Con gì vậy ta? Chết. Chết. Chết.
Chết. Thôi. Chết. Hay. Pistol ammo má còn gì gớm thế. Nổi da gà luôn ấy. Còn. Ôi hình thế. Rồi hết máu rồi, hết máu rồi. Hấp cái đã rồi kính kiếp, hết máu rồi. Lên ít quá, máu này lên ít quá. Ủa cái gì đây? Dễ hết hồn. Sao có đi hoài mà tôi không thấy cái chỗ nào mà gọi là lẫm được cái kia nhờ. Khó vai. Ui. Ôi má mém chết. Ba ngàn rồi mọi người, ba ngàn rồi. Ba ngàn rồi. Ok, đổ mua cái súng nằm đâu? Ra đây cầm hấu. Đổ mua cái súng đây đúng không? Màu xanh này chắc là ban đầu mà. À, ban đầu. Từ từ nha, chỗ nào đi về thang máy, thang máy là đi về hướng này. Ở đây, quỳ bình closet key. Ý gì vậy? Đây nè mọi người, nó nằm gần cái chỗ này nè, nó nằm gần như cái chỗ bán đạn nè, mà tôi có súng đâu. Mày hả con? Bây giờ anh mới xuất hiện thì làm được gì? Rồi nha, chỗ này có tiếng gì ghê lắm nè. Hoa cái gì đấy? Thôi. Thẳng tới năm đứa lận. Sao cái tiếng gì hết á? À đây, tiếng này. Đấy, nổ. Ok. Nhớ rồi. Bây giờ tôi cần phải đi tìm cái chỗ mà. Cái chỗ mà súng AK đâu rồi ta? AK đâu trời? Không phải chỗ này. Sao tôi đi tìm hoài, có cần tìm cái chỗ AK thì tôi lại méo nhớ là nằm ở đâu ta. Ok, nó quay lại tạm thời lấy súng lục trước đã. Súng lục đâu ạ? À? Ê từ từ nha. Hồi nãy nó có cái vàng xanh ở đây thì tôi nghĩ là cái AK nó sẽ nằm đâu đó gần đây thôi. Đâu rồi? Nó hiển thị ra cái màu xanh ấy. Có nghĩa là cái chỗ nào mà nó có cái này thì nó sẽ nó chỗ nào mà có vũ khí, chỗ nào mà có bán vũ khí thì nó sẽ show ra cho mình biết. Đây, chỗ nè. Ui! Mày hết hồn! Chết! Thổi nó nhiều. Rip lộ ammo nữa. Là dành cho cái AK đấy. Ôi! Ngon quá! Có súng rồi. Ủa sao không lấy được? Rồi! Bao nhiêu viên vậy? Ôi trời ơi! 20 trên 186 viên. Được cái chứ. Cũng được cái chứ. Xả đùa. Elevator. Đi hướng này cho tôi. Tôi chỉ còn một viên, một cây kia nữa là được, nhưng mà không biết nó nằm ở đâu, quên rồi. Rồi elevator đi hướng nào nữa ta? Hình như là hướng bên này đúng không? Đây, nó có chỉ bảng đây. Sao tôi quên mất cái kia nằm ở đâu rồi nhờ? Elevator đây. À, cây AK đâu? Đây, thấy đó rồi nè mọi người. Chết. Thổi nói nhiều. Chết. Trời ơi.
có cái súng rồi, phải nói là hết sảy con bà bảy luôn ấy. Liền lên liền. Ngon rồi. Ủa sao chỗ này nhớ, hình như tôi nhớ là tôi phá rồi mà cái sao. Ủa tôi nhớ chỗ này là tôi phá rồi đó mà không hiểu là sao hồi nó đầy lại mới ghê chứ. Trời đất ơi, nó nằm ở đây nãy giờ. Thiệt đó chứ. Rồi thế là tôi lại có thêm một vũ khí. Assoriplo. Ôi giời ơi. Ok, bây giờ phá đạo lộng. À, bây giờ qua bên này thôi, cần nha, nó kêu tôi bấm phím T. Đây, cô có thể mang cái này vô được. Laser. Bấm phím L để mà ti nó. Ok, apply. Gọi là à, là laser dữ chưa? Là laser đây mọi người. Laser nè. Ok, thôi nhiều đó thôi. Đấy, bây giờ đi thôi. Cô đã tìm được đủ rồi, nên là cô đi được rồi. À, chết rồi, bây giờ đi hướng nào để ra lại coi. Cái bảng chỉ dẫn nằm đâu hết rồi. Giờ mất tiêu luôn cái bảng chỉ dẫn rồi, biết đường nó đâu mà đi. Thua. Giờ mất luôn cái bảng chỉ dẫn rồi, giờ biết đường nó đâu mà đi. Đây, tới rồi. Tôi nhớ là trong này. Chuẩn chỉ luôn. Ok. Đây, có shotgun với lại cây này nữa mọi người. Let's go đi thôi. Thôi, tôi không biết có bao nhiêu level. Nhưng mà thôi, cứ chơi trước 2 level đi rồi tính tiếp. Level tiếp theo là nước hả? Pool hả? Mà con game này có một cái hay á, đây bấm phím C, để, bấm phím control để ngồi nè. Nhưng mà con này hay một cái là mình có thể trời nha, cái này cô bấm phím H lên. Nhảy lên đây. Nó nói rằng là bọn chúng tàn hình hãy ở trên mặt nước. Rồi hiểu rồi đó. Cái gì? Nó nói cái gì vậy? Tôi có thấy cái gì đâu. À rồi. Hãy ném hammer để lùa nó đi chỗ khác. Đây. Tôi mới thấy nó nè. Ok, lùa. Nhanh. Ok chưa? Ở trong kia có đèn. Rồi hiểu. Lùa. Qua. Lên. Mày đi ra ngoài tiếp đi con. Nhanh. Hãy ném hammer để lùa nó đi chỗ khác. Rồi, biết rồi. Lên. Một cái electrical full xe để mở cửa. Rồi, ok. Có cái để mở cửa rồi đó mọi người. Trời ơi. Cái con này đi cũng gớm chứ, nó đi mà nó phá. Nó đi nó phá trụ luôn kìa. Lên. Rồi, mày đi đi. Mày đi tiếp đây. Lên. Bóng. Đi. Má đi xa vậy. Ôi chết tôi rồi. Hên quá có xe. Lên. Từ từ nha. Tôi uống nước cái hết máu rồi. Tôi không biết con này nó cạp bao nhiêu lần tôi sẽ chết. Nhưng mà tốt nhất là tôi vẫn nên uống nước cho nó chắc ăn. Uống thêm một cái nữa. Thà là nó đầy máu thì nó sẽ ok hơn. Rồi thấm đi. Ở kia có màu xanh kìa. À, có đồ. Cố lên. Cố lên. Lên. Pistol ammo. Được. Càng nhiều đạn càng tốt. Không sao hết. Đây. Tôi thấy rồi. Một cái để hồi máu nữa. Được. Một cái để hồi máu nữa.
Rồi, từ từ nha, phóng cái này đi chỗ khác rồi đã. Kịp không? Cửa mở rồi. Ui, cái này đào thế. Nó cũng bị nó cắn một phát. Cũng hên. Chắc là nó không vô đây kịp đâu. Chắc là nó không vô đây kịp đâu. Ok rồi. Phá nữa hả? Đây 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 đây, bên này bên này bên này bên này bên này bên này. Nó tới giờ mọi người, nó tới giờ á. Đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nó tới liền đấy. Giờ trong này đi hướng nào ta? Ở phía bên này cô thấy nó có màu xanh nè, từ từ. Đỏ đi cái đã. Trong này không có gì hết. Bên kia. Rồi, đã thấy bên kia đường. Let's go. Lên. Bên kia có đúng đường không vậy ta? Sao cô thấy mấy cái chỗ này là nó tất cả nó đều có mấy cái màu xung quanh nó đều có màu xanh. Nó hình như mấy này là đèn báo hay cái gì ấy. Thì chắc chắn là đèn báo thôi. Trời ơi, đèn báo rồi. Hết thời mọi người ơi, hết thời. Ý từ từ. Hình như là vũ khí, đúng không? Vũ khí, vũ khí, vũ khí, vũ khí, từ từ. Súng nhắm. Hai. Bấm phím số 3. Chết cha tôi rồi, đi hướng nào? Ê khoan từ từ. Snipple. Alo Snipper. Ủa khoan từ từ. Mắt giống gì tôi phải lụm cây này trong khi cây AK của tôi mạnh mà. Được, tôi có thể sử dụng này để dụ nó đi chỗ khác được. Từ từ nha, tôi sẽ đi qua bên này luôn. Rồi, thấy đường rồi, thấy đường rồi, thấy đường rồi. Có một cái màu đỏ phía bên kia. Đúng 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 đúng, có màu đỏ bên đó, có màu đỏ bên đó. Được. Hình như là nó. Nó không có dí tôi nữa mọi người. Hình như là tôi chạy nhanh quá. Nó không có để ý được tôi luôn. Ê giờ mới vừa nói xong. Mới vừa nói xong. Tôi coi luôn nha. Rồi. Nổ lên. Cho mày cắn đó, cắn tao đi. Cắn đào ấy. Cắn đào đấy. Cắn đào đấy. Giờ tôi phải cần tìm cái xe. À đâu cần. Ui, đâu cần. Ngon. Ủa thế là được, được ba cái súng rồi. Thế là được ba cái súng rồi. Ui giời ơi. Tướng trên nào. Ngon rồi, ngon rồi. Bây giờ bấm vô đây là nó sẽ xé. Saving. Yeah. Ôi, được nhiều đây. Enemy kill. Còn đúng là con này có chỗ nào đâu mà kill. Ôi, đừng nói mùa 3. Đừng nói cái màn 3 nó quay lại cái màn giống màn đầu. À không, hình như cô thấy nó khác. Này giống như nhà tắm hơn. Cái này nó giống nhà tắm hơn. Nói, nó giống nhà tắm hơn. Đây. Rồi bây giờ tôi lấy lại cây này đi, rồi nó chắc ăn dục cây này đi. Đạn thấy nó ít mà cũng chả được tích sự gì. Nó có thể là bất cứ cái thứ gì. Từ từ nha. Nó mặc định là nó xếp rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ quay lại để tôi bấm coi thử coi khi mà mình bấm continue thì nó sẽ như thế nào. À đúng, khi mà mình bấm continue thì nó sẽ quay lại cái map kia rồi. Đấy. À. Lần sau là chắc tôi phá đảo được ấy. Lần sau tôi phá đảo được đấy. Ngon đấy. Rồi, thôi chắc là hôm nay mình sẽ chơi cái đây thôi. Rồi ok, chắc tôi sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.